Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phú đi thăm những cái bẫy rắn nha mọi người. Ở trên Phú hôm nay bắt đầu mưa rồi. Thì Phú mới làm được 7-80 cái bẫy rắn gì đó. Bây giờ Phú sẽ đi thăm cho mọi người xem. Tại vì hôm nay là được 2 ngày rồi ha. Còn đồ nghề của Phú hôm nay Phú đem theo là được 7 con chuột. Mình được 8 cái lồng thì mình đem theo 7 con chuột mọi người ạ. Hy vọng là mỗi cái nào cũng dính. Đây là mình đem cà phê với thuốc và lúa, đem thêm một cái túi thôi. Rồi bây giờ Phú sẽ đi thăm, nhưng trước khi đi thăm bẫy thì Phú xin chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Bây giờ cái để Phú sẽ đi thăm cái bẫy đầu tiên cho mọi người cùng xem. Ở đây là cái khu ở đây cỏ trống đậm rạp, nó rất là lý tưởng luôn nha mọi người. Lâu lắm rồi ở đây mới có được một cơn mưa. Thì hôm kia Phú đi đặt ở đây mọi người. Bây giờ cái đầu tiên thì mình thăm ở dưới cái gốc dừa này. Cái gốc dừa này là cái gốc dừa hồi năm rồi á. Mình với ông anh mình đặt. Mình đặt bên gốc bên đây, ông anh mình đặt bên đây. Hôm nay để mình vô mình thăm thử coi cái đầu tiên coi nó như thế nào nha. Hy vọng là nó sẽ mở màn cho nó im lặng, ngon lành. Ủa rồi cái bẫy mình đặt ở đâu? Ở đây mình phải đặt cho kỹ mọi người ạ. Đây, cái bẫy mình đặt trong đây mọi người. Có hàng cho mọi người. Đó ấy, có hàng mà hàng khủng luôn mới ghê nha. Ôi. Hàng khủng nha mọi người ơi. Khai trương cái đầu tiên có hàng là phái rồi. Trời ơi, cầm thấy nặng luôn á. Ra đây. Trời ơi, con nè. Chập bá lửa luôn mọi người ơi. Hổ hành mà chập bá lửa luôn gì nè. Quá đã luôn mọi người ơi. Để Phú đem ra ngoài Phú bắt nó nha mọi người. Để Phú bắt nó ra mọi người. Mình làm cái lồng đầu mùa cho nên Phú làm cái lồng lớn lắm. Đầu mùa mà được con bự vậy sướng thiệt. Rồi để Phú bỏ nó vô cho mọi người nha. Phía trước này Phú đặt một cái mọi người. Ở đây cái cỏ lưa thưa. Cái điểm này trời nắng, nếu mà trời mưa là nó rất là ngon luôn nha. Điểm này rất là lý tưởng luôn. Ở bên kia người ta đốt gãy, không biết có người hay không, mình không dám nói lớn tiếng mọi người. Mấy cái đường này cực kỳ ngon. Cái này mà
mưa mưa mà xuống mà nắng nhẹ nhẹ thôi là mấy con dợn đi dữ lắm luôn mọi người. Trong đây cái bẫy của Phú trong đây. Hy vọng sẽ có hàng khủng. Người ta đốt dãy bên kia mọi người. Hàng khủng đâu không thấy, nhưng mà mình thấy nó cắn cái bao nó. Nó không còn cái gì luôn. Trời ơi. Để mình sửa lại cái này cho mọi người. Nó tha gác luôn. Tha gác lượng bít tùm hết trơn. Không che đã luôn. Mình che cái bao cho nó trời nắng trời mưa mà nó cắn vô banh sát rồi nó bắn. Nó làm một nùi chống đó mọi người. Bây giờ Phú gỡ, Phú để chống lỏng mà Phú đặt nó luôn. Cho trời nắng cho biết. Ở đây Phú có một cái nè mọi người. Đi thăm mà đi lửa giấc trưa thăm không à. Giấc trưa người ta nghỉ ngơi rồi mới đi thăm là người ta phát hiện mọi người. Đây. Sao đây? Sư thịt lúa mà thấy gì thích xem vậy? Có nặng nặng không? Thấy cũng hơi nặng nặng là sao mọi người ơi? Biết phải không đây? Ý, sáng hàng nha. Mà cái hàng này Phú không có khoái nha. Mọi người thấy không chứ? Cái hàng này Phú không có khoái nó đâu nha. Đó. Con này cũng khá là bự đó mọi người. Rồi để Phú bắt con này ra cái mọi người nha. Phú bỏ nó vô vỏ xong rồi mọi người. Này Phú đem có túi này thôi. Giờ em này Phú không phái nó đâu. Một cái nó vô đi thì biết sao giờ. Rồi để Phú lên trên Phú thăm mấy cái trên kia cái đó mọi người nha. Tiếp tục ở trong cái lùm này mình có một cái mọi người. Giờ này nắng quá trời nắng luôn. Nắng chói chang. Để mình để đồ nghề đi. Mình đi qua đi. Okay. Ủa sao thấy có con chuột mà thấy có hơi nặng nặng vậy? Vẫn còn con chuột mọi người. Cái Phú bỏ lúa Phú đặt lại cái này cái nha. Tiếp tục trên đây mình có một cái nha mọi người. Ở đây người ta mới cưa cây. Mới cưa cây nhưng mà không biết phát hiện cái bẫy của mình. Cái bẫy của mình đặt bây giờ mình không biết nó đâu luôn. Chỗ này làm gì?
Nó lôi cỏ cái cỡ này. Cái này không có luôn mọi người. Cái này không có đâu. Ở đây cặp với cái đường hàng rào này Phú có một cái nữa mọi người. Đây có hàm không? Có bịch lúa nè. Bịch lúa đây chắc có hàm. Rồi chấm lỏng vậy ta. Ui nặng nặng mọi người ơi. Ui đây cái gì đấy, gì mà lung tung đây. Ây cái gì vậy, con chuột mọi người ơi. Ra đây đi ta. Ra nó vướng tùm lum dính con chuột hay vậy, sao mà đặt chuột mà lại dính chuột. Ý, ha, ha. Con tròn đèn mọi người ơi, để cứ mở nó ra coi. Con tròn đèn mọi người à. Ê. Này, chi. Bây giờ nó ăn hết con chuột rồi mọi người. Rồi để Phú bắt nó ra cái cho mọi người xem nha. Cũng may là mình đi mình lụm lại cái túi của mình, bữa hổm mình đi đặt sóc á, lụm gớt. Chứ không là cũng không có đồ đựng nè. Tám cái mà Phú thăm được 5 cái rồi, còn 3 cái nữa mà phải lội qua túc bên suối kia, nắng quá mệt quá. Giờ chắc Phú xin kết thúc video ở đây mọi người. Phú được hai con gắn với con chuột đèn ha. Còn bên kia xa quá, bây giờ Phú xin kết thúc video đi, chưa mệt rồi. Để bữa nào rồi Phú xuống bẫy nhiều rồi Phú sẽ quay cho mọi người xem một bữa cho đã nha. Bây giờ Phú xin kết thúc video và hẹn gặp lại cô chú và anh chị xem tiếp phần đi thăm bẫy kế tiếp của Phú nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay